này quá đãi rồi. Anh Lợi ơi, anh Lợi, anh Lợi ơi, có anh nhà không? Em nè, mở cửa cho em coi. Ủa anh nhà anh Lợi. Nhà có mình đó anh. Trời trời, tiểu trời, trong phòng nghỉ trời. Đang qua thăm anh mà. Chú bà thỉ dữ vậy. Có giờ không? Dạo này anh khỏe không? Khỏe. Bữa nay em dẫn giỏi qua thăm anh. Thăm có tiền là tiền không? Không có, mà giờ, em hỏi anh dạo này còn gạo ăn không anh? Hết trơn rồi. Hết hả? Bây giờ em qua anh cho miếng gạo. Nhưng mà anh cho một miếng gạo nha. Hai thiếu cũng được, cái gì đâu. Không, mà anh cho bà Bảy chứ mới cho anh. Xuống ngồi nói chuyện, xuống nói chuyện đi. Em không cho anh. Ngồi xuống nói chuyện đi. Ngồi xuống nói chuyện đi. Hai người ngồi xích vô, hai người ngồi xích vô. Xứng đôi vậy. Em cho bà Bảy chứ mới cho anh. Cho bà Bảy thiếu. Cho bà Bảy một thiếu. Tôi đâu? Không, anh đang muốn cho. Ok vậy. Nói nghe nè, chứ kia anh chịu làm chồng em mới cho. Làm chồng em đi em cho phiếu gạo nha, chịu không? Thôi không chịu em muốn cho. Làm chồng em đi em mới cho một phiếu nữa. Thôi, không nổi. Sao vậy? Không nổi đâu. Có gì đâu. Kì vậy. Nói nghe nè, sao bữa mà anh qua thăm em, bữa anh chùm mền đó, tới bữa nay anh đi đâu mà sao anh thấy anh qua chơi vậy? Anh đi đâu mất tiêu tới giờ. Anh đi đâu? Không quên rồi. Không dạ, mới qua từ bữa chùm mền tới giờ công nhận nó giò tí xanh hay không, giò tí đâu giò già thòn luôn rồi. Cắn bóc mà già thòn chặt hầm cái gì bà. Này hầm củ cải ngon. Dạ mới qua thăm em trơn trời, dài kẹt đi du lịch ở bên Mỹ lên đó. Trời ơi trời, dữ trời, không cho em ai gì trơn vậy. Đi Mỹ. Mỹ luôn hả? Cánh gỏi uống cà phê bển gì mới bay về. Vậy hả? Kiểu này chắc Mỹ thôi. Mỹ to thì rõ ràng. Mỹ luôn, cho nên Mỹ luôn. Hỏi lại coi sao mà lúc dài lại ốm gì vậy qua? Sao dạo này nó ốm cái gì anh, không dài sao ốm cái gì? Trời ơi, khi cái gây cho gái nhiều quá vậy. Kỳ chợ. Nhiều cũng như là cái hút gì hết trơn rồi, phụ nữ hút hết rồi. Sau này gặp chị Hoa nói chuyện không nên lời lại. Bữa nay hơi hớp vì một bữa sau mà nói chuyện là cứng cừ luôn vậy. Bữa nay sao mà nói chuyện hơi lên dung dung rồi. Sao bữa nay mềm nhũng rồi. Bữa nay sẽ dung dung dung. Người ấy tới. Cái gì đâu. Này bữa nay thời tiết nó đổi hướng nó khác rồi. Vậy yeah. Lại quá vậy. Mình nói cho mình liếc chỗ khác thì mình liếc ngay với vậy. Nói mày biết ngay. Cho ai? Mà cho bả không cho anh? Không, bây giờ em hỏi, bây giờ chị làm chồng em mới cho. Không chị làm chồng này nó muốn cho đâu. Cho anh cọc luôn ha. Phiếu một à, nếu làm chồng cho phiếu một à. Chứ phát gạo kêu cho hết cọc ha. Hết cọc đi. Anh cọc đi, làm chồng. Em làm từ thiện, nhưng mà cho người phiếu à, nhưng mà cái giới này là phiếu mấy giờ? Phiếu 9 giờ dữ, ngày mai. Chị 9 giờ lại 7 phút, 7 phút nè. Cái này ngày người ta mà. Đúng rồi, 9 giờ. Chị giữ cho anh là 9 giờ 30 nè ca. Cái này là 8 giờ cái gì nữa? Cái này qua quận 8. Đâu, lại đọc coi. Đọc coi. Quận 8, lúc 9 giờ 30. Chuyện này gì vậy? Ngày 21 tháng 7. Ngày 21 tháng 7 năm 2029. Ồ. Gì không sao. Còn lại là ổng chết thì luôn đó. Rồi, em nhớ cái này đó anh. Ngày mai kêu 9 giờ giữ, kêu bà Bảy bằng đứa bé qua lãnh nha. Rồi. Lãnh bằng quà nha. Rồi. Còn anh này 9 giờ tối phải không? Còn anh 9 giờ tối qua em tặng cho anh một phần quà đặc biệt. Chịu không? Tặng một phần quà. Hãy chịu không nha. Ưu đãi. Tặng cây 2 hả? Tặng cây 2 dạng lắm trời. Cây 2 thôi tổng cộng đồng 7 mấy triệu á. 9 giờ tối em tặng anh một phần quà ưu đãi. 9 giờ tối đó. Mấy kìa chịu không? Quốc luôn. Công nhận dạo này anh đẹp quá à. Công nhận qua có bữa một cái bữa nay đi đâu mất tiêu luôn nè. Trong quà anh thấy qua. Rồi, đã đi du lịch bên Mỹ mới về. Đi có gian chơi, sẵn sẵn đi đó, giờ có gian chơi.
Thì mới bay về ngày hôm qua. Trời đất ơi. Rồi cái nhà ơi, bữa nay qua nhà ảnh thì ảnh không có mắc cỡ, không có vô, ảnh ngồi nói chuyện với tôi tự nhiên. Còn bữa qua nhà tôi mắc cỡ quá trùm mền. Vậy đó ha. Không cho thấy mặt luôn nữa, chứ thấy cái giò này, cái giò trắng nõn, giò ốm neo, giò thòn. Trời ơi. Nhìn đã lắm chứ bộ, đúng không qua chị qua? Rồi trắng bóng luôn nè, trắng nõn. Thấy lại sao chị qua? Thấy lại sao, thấy lại sao, đẹp trai không? Đấy là cũng đẹp trai, có duyên cái bộ. Tính đáp cũng im. Còn cái sáo hoài, nó hoài luôn. Cái bộ, bởi vì tôi mới mời đó. Mời cho nên tới đây luôn đúng không? Thôi, ông mới đẹp. Ông nhỏ được kìa. Thôi, ông mới đẹp. Tôi đâu có tiền không? Tôi là nói cho cháu không đó. Ăn cái đâu đó chịu không? Chấp nhận được ăn cái gì cũng được chứ. Trời ơi. Tại nhá hàng cháu lưỡi heo không mà thứ gì chịu nổi. Cái gì ốm gì nè, heo tô thì ăn cháu không nói trước á. Heo ăn cá lô kiến không á. Anh nói nghe đành lợi, ốm đi theo anh giờ ở với em, anh thúc cho anh mập lại. Đó, nuôi luôn, nuôi luôn. Nuôi luôn hả? Chấp nhận nuôi mà, chấp nhận nuôi rồi phải nuôi ốm cả mẹ. Một ngày phải 5 buổi cơm đó. 5 buổi cơm. 5 buổi cơm, 6 buổi nước. À giờ ok. Nhậu về bia. Đãi một ngày 3 cử bia. Chấp nhận là đó, dữ lắm đó trước. Thôi tháo ngày 6 cử. Nuôi nổi không chị qua? Đó, nuôi lại nói. Buốt luôn. Bầu gái luôn. Trời trời mày luôn. Rồi mày luôn á. Đủ quá mới được. Ừ xúc xích cho bạn mỗi ngày luôn. Muốn ăn xúc xích cũng cho ăn luôn. Thôi xúc xích đó hơi lâu ngày rồi, hết hạn sử dụng rồi. Dạ. Đâu có đâu ông hết hạn chứ người khác đâu có hết hạn không? Của người ta đâu có hết hạn, của ông lâu ngày không hết hạn, chúng ta cũng xây dựng hết hạn. Rồi cái này nó muốn gặp hết hạn bây giờ không biết. Hỏi lại cho thích ăn xúc xích không? Thích ăn không thích là lạc xưởng. Thôi ăn dẹm à. Khoái ăn dẹm xò lông đâu rồi. Hết dẹm xò lông mày chợ bán thứ gì, anh muốn ăn anh mua cho anh ăn. Ừ. Có gì đâu mà chợ bán mua thứ đi, gì. Khoái ăn mấy cái đó lắm. Mấy cái đó giờ nào cũng có, ra chợ mua là giờ nào cũng có. Gì tối nay mua đi. Vậy tối mua qua nhà em nghe. Mua 2 cái. Cái gì vậy? Là đòi ăn 2 con chứ. 2 con ha, 2 con ha. Mua 2 con nha, mua 2 dẹm nha. Xò lông hay gì? Xò lông hay là dẹm. 2 con gái nè. Hai con, hai con gái á. Từ ngoài hai con xà lông. Hai xà lông đó. Hai xà lông đó. Bây giờ anh nghe chịu mua để sẵn tới qua cho anh ăn nha. Trời, để sẵn luôn hả? Rửa nước cốt dừa không? Anh mua. Sao lại? Vậy. Cần rửa nước cốt dừa lên không? Thôi khỏi đi, có bia sẵn rồi, bia bếp chế về lên cái mình văn muối. Không chịu ăn nước cốt dừa hả? Nước cốt dừa đấy dành ăn bánh bèo. Cốt dừa Mỹ chứ. Xà lông có nước cốt dừa là béo lắm, nó còn gì nữa? Còn gì nữa cổ? Nói vậy. Thích ăn bánh bèo không? Hồi đi mua kìa. Nói cho anh nặng chút nha. Trời đất ơi. Nhà dáng anh đang cũng buồn quá. Trời ơi, thấy không? Có bữa một có đi tới giờ luôn trời. Anh qua có bữa một chùm mệt tới cái này là anh đi nông tiêu luôn thấy. Trời đất ơi. Chút kỳ á trời. Bữa nay tôi nhớ quá tôi qua tôi thăm anh. Qua tới đây luôn đó thấy không? Cái nhà luôn nè. Đó gì? Đây là nhà của anh Lợi nha cả nhà. Đó. Đó nhà của chồng yêu của Lệ Hoa. Không phải à, nó giận đó. Giỡn gì anh yêu thiệt mà giỡn gì? Phải là đúng rồi. Ngại gì lại ơi. Phải ngại là cái nhà ơi, tại vì ông ngại đó. Có cái này đâu ha, đừng khi cái thật sự là Lệ Hoa yêu anh Lợi thật sự mới mới qua tới nhà bữa nay luôn. Giả bộ hoài ơi. Qua cái gì tôi bắt miếng gạo sẵn qua thăm anh Lợi. Chồng mày đâu? Ủa qua đâu có chồng. Mày đó. Má má quay vừa hỏi rồi ông mập đi. Cái đó là nào? Quả nó quả thôi. Cái đó là như quen qua đường thôi. Tạm chia tay rồi. Chia tay rồi. Ok chia tay rồi. Ủa thằng kia chia tay thì tôi cũng phải cũng như vậy luôn mà. Thôi tôi không có vụ đó đâu. Cái gì vậy mà đòi ấy luôn hả? Không phải. Ví dụ cái người kia còn bỏ được để tôi không bỏ đâu. Ham quá. Phải tôi bỏ không, tôi đâu qua thăm anh phải không? Đó vậy, hôm nay ta trang điểm lộng lẫy không thấy chưa? Nói không? Anh thấy đẹp không? Kìa. Rồi thôi tối nay nhớ mua sò lông cho tôi ăn đó. Mấy con anh? Hai con được rồi. Không, con sò lông này nè, sò lông già lắm đó mà thường đó. Một con không có đủ xí răng thôi. Sò lông này dài lắm đó. Anh lại ốm ốm mà dài lắm. Sò lông hai hai con đó. Ốm như chết cái chân già thò, thấy không? Trắng nõn luôn đó. Trời ơi, trắng hoài trời. Cái bàn chân cũng đẹp đó ha. Bàn chân đẹp. Con nào con mấy nha trời ơi, thò. Ngón nào con mấy dài ọn luôn. Cái này biết giò gì không? Giò gì anh? Giò tượng ta đó. Giò tượng. Giò tượng là ông tướng ta đó, thấy không? Cái này là tướng nhập ngũ hả?
tưởng ta thiệt bộ cũng ừ vậy thấy giò bình thường nằm ngón vào giò dài cỡ này không mà so le gì không nó thấy bằng điều này nọ chứ cái độ so le gì bởi vì em mới mê đó anh đó nó nghe không vì qua hỏi vì qua hỏi lại có nhớ gì cho mấy bữa nay có nhớ đó. Có thương gì mấy không bữa trời bữa nay sao ở bên đây có nhớ em không nhớ giờ không trời phải đi bên Mỹ mới về rồi mệt mỏi ngủ ngủ mà đâu hồi sao hồi tối đi giờ đi Mỹ không mua quà gì về cho lễ qua chứ có quà gì vậy đâu lấy cái vô lấy quà cái cây lấy quà có lấy quà cái coi cái xưởng lạc xưởng nữa hả xưởng Mỹ mới về lạc xưởng Mỹ luôn hả trời đá vậy đó thích ăn lạc xưởng lắm đâu cái lạc xưởng mới lớn lại xưởng nó cũng có cái lớn nè trời trời ồ lạc xưởng nước ngoài bự không á tối em nó cho ăn nó có nhân không thì nó có cái đậu chơi trước á rồi mà y giang cái đầu giờ giờ á hả y giang cái trà tiêu vậy trời cái đó anh mắc bực đã vậy nha cái đó bập 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 gì luôn nè ồ ồ dữ nha ăn thì chẳng những bập như đó ăn phá lạc xưởng gì đó trà bá gì em mới chịu rồi nhớ nghe bữa ngày mai đó nghe nhớ nghe chính vì vậy kêu bà bảy lạnh chứ không phải anh nha cô bà bảy tại vì anh không chịu làm chồng em không có cho à, rồi không hiếm nó mới được không anh chịu làm chồng em đi cho bả không hiếm không cho tôi rồi. Ông lãnh ban đêm đúng rồi ông lãnh đêm tới 10 phần lắm cái biếu của anh là 9 giờ tối qua lãnh là anh trao quà cho anh quà đã bạn trai mà ai đi trao biếu không thì bả vậy đi lãnh thần đặc biệt không cần biếu ông là bạn trai mà anh là người yêu dấu của em rồi sao đưa biếu chị chạy có biếu em không chị vậy nha nhớ chín nhớ đó nghe nhớ đó nghe cái phần phiếu của anh 9 giờ qua đi em chờ anh cho anh cho lấy rồi lại giờ anh có chứ theo bả rồi sao rồi được không ê lại ơi lại nguyễn rồi biết rồi mắc cỡ gì sao mặt mày đỏ ché không cái đỏ mặt đỏ đỏ mặt cái tên kìa mới nói chín giờ qua nhà em đi trao quà cho mặt mày đỏ nữa từ 9 giờ tối tới 12 giờ khuya cũng được giờ nào cũng được còn này là 9 giờ sáng cho bà bảy đi làm rồi đó giống tờ thiên với trời trời chính xã hảo nó phần ưu tiên đó gọi con mình là tôi coi thu xếp gì đi một phiếu đây giờ phiếu kỳ viên nữa đã nói là cái phiếu của ông lợi là 9 giờ tới phiếu ông 9 giờ qua đây là có cho ông ưu đãi cho ông phiếu hoàng hoàng của ông là hoàng hoàng đặc biệt cho ông không có tuổi muốn bao nhiêu phần có bao nhiêu ông muốn bao nhiêu em cũng cho hết trơn á nha còn phần này của bà bảy nhớ của bà bảy nha phần quà này của bà bảy nha phiếu gạo với mày đọc hết luôn coi đọc mày hết câu coi đọc coi mày có thấy đâu đọc tự cho đọc số dọn ra cái nhóm là tương nhân là cái gì tương nhân gì ba lại nó đánh dằn giờ đánh dằn giờ nhóm từ thiện phải không rồi siêu cấp gạo gì siêu cấp trời đây biến chế đi gạo ngày 9:30 ngày nay thùng mì 20 kg gạo với mời ký anh cho ăn 300.000 trời đất ơi lấy một con cá cha trời ơi cái bạn gà đúng mà cái bạn gà này là 9 giờ cái phần đó không cái dòng đúng rồi cái phần quà tối nay ba trao cho ông là phần quà đó của trâm 9 giờ tối đó về phần quà của 300.000 ai phần quà phần quà đặc biệt của chị Lệ Hoa cho lại 9 giờ tối nay đó là 300 cành 300 cành mì với 20 kg gạo với con cá cha với một con cá cha là phần quà của anh Lợi yêu tôi chồng yêu tôi là 9 giờ tối cá cha là cá cha ngay chỗ về công viên á có khuyến mãi gì nữa không chị Hoa có khuyến mãi gì nữa không có ký sò lông không có hai con gì sò lông
ăn sò lông á. Rồi, cảm ơn ông đòi ăn hai con sò lông. Dạ, bánh bao chị qua. À, chứ còn mà muốn ăn bánh bao thì anh cũng cho hai bánh bao luôn. Bánh bao không có nhân. Bánh bao không có nhân mà có nhảy. Ủa, bánh bao không có nhân bụng gì sao ăn trời? Có nhảy nữa hả? Bánh bao của em là bánh bao đặc biệt. Không. Bánh bao đặc biệt có nhân gì có không có nhân mà là có nhảy. Trời ơi. Hồi nãy em có nghe là chị nói là ăn bánh bao em cúng cho. Ừ. Đợi ngày hai cái bánh bao nữa. Đây đây cho. Không được. Ừ. Đó. Cái này mấy trăm thiếu rồi. Mày lấy hết cọc luôn đi. Ai. Mà ngày mai rảnh như đây để vô mánh luôn. Vô mánh luôn. À, rồi đó. Vậy đây vậy anh đó nha. Rồi vậy đi nha. Rồi. Ngày mai nhớ nha. Đúng 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 giờ kêu bà Bảy đi lãnh nha. Kêu bà Bảy lãnh nha, bằng bài của bà Bảy. Ờ còn lại ngủ đi. 9 giờ tối. 9 giờ tối hả qua. Lãnh được không? Hả? Không có bả tôi lãnh được không? Đã nói lại 9 giờ tối mà trời. Không, nó phần quà của ông 9 giờ tối tới 12 giờ. Ngày hạn 9 giờ tới 12 giờ là 9... phần quà đặc biệt của ông. Lại là 9 giờ tối lại cũng được nữa rồi. Tới 12 giờ, tới 6 giờ sáng về cũng được. Đó. Bây giờ làm chồng, bây giờ là chịu làm chồng quá đi là được con Phiếu rồi rồi. Người ta lời không chịu. Làm chồng em đi trả lời, chịu làm chồng em đi được Phiếu nữa. Làm Phiếu ngãi nữa. Tối là một Phiếu khác nữa. Bây giờ em hỏi anh lần cuối nè. Bây giờ chịu làm chồng em không? Chịu thì em trao cho anh Phiếu nữa. Rồi dứt luôn. Anh phải nói ừ, dạ. À, anh phải nói anh phải nói gì đó. Đưa đây. Anh nói sao bây giờ nói sao nói đi. Ông phải nói đàng hoàng. Tôi chấp nhận. Tôi làm chồng. Tôi chấp nhận. Ai mà nói cái lời hứa trên cộng đồng mạng là phải làm nha. Hứa trên mạng mọi người nè, cả nhà nè, với Mạnh Đồng Quân nè. Sửa đàng hoàng. Đó. Sửa đàng hoàng nha. Rồi. Đúng rồi dữ vậy đó. Kéo áo xuống. Kéo áo xuống rồi đâu rồi là nói ra vẻ đàn ông coi. Nói ra vẻ đàn ông thôi. Rồi nói cái gì? Rồi nói coi. Nói sao coi? Cái mặt cho Mạnh Thường Quân ở nhà, cả nhà đâu nè. Mưa đâu dữ trời. Rồi nói sao nói coi, nói coi chị Hoa chỉ đưa. Chịu làm chồng của Lệ Hoa. Trời nè. Ai sáng không? Tao thách thì nói đó. Nói đó nghe nè. Tới nhà của Mạnh Thường Quân còn ta đang xem nè, nói đàng hoàng đi. Nói đàng hoàng. Ừ. Nói đàng hoàng nghe. Nói đây nói đi danh thủ nè, ta còn đi phát nữa. Cái đi phát cái vòng vòng chợ nữa. Cái này không suy nghĩ ha, tự nhiên cái nhà. Đi phát vòng vòng cái chợ nha cả nhà. Rồi. Rồi, bây giờ nói không? Nói không? Rồi. Phải nói đi em tặng Phiếu mà không nói sao không chịu làm chồng em không cho. Giờ vợ tôi chút xíu lên nó lung sùm lắm. Rồi, vậy là lại thương vợ ha. Thương vợ em nói chung to chứ. Ủa, đợi Trinh quay về hả? Có nó về nó gặp. Về nó gặp một cái. Rồi. Vậy ha. Rồi. Rồi. Rồi vậy thôi, vậy thôi mình đi quá. Rồi. Xin chào nha. Rồi. Đến đây qua đây là thăm bà Bảy cho một phần quà với Phiếu nha. Nhớ nghe đi nữa bà Bảy về đưa bà Bảy nha. Nhớ đưa bà Bảy lãnh nha. Ờ, chứ ông không có đâu nằm nhà đồ ăn luôn à. Dám không?